Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện các con đừng nhiều lời như dân ngoài, họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì cha các con biết rõ điều các con cần ngay cả trước khi các con đi. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả tháng, nước Cha định điểm, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con đứng được trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Đó là lời viên văn khoa. Một hôm vì tò mò mà bước vào nhà thờ, rồi anh ngạc nhiên vô cùng khi thấy nhà bác học Andre ngồi ở phía trên và đang chăm chú cùng mình. Và anh đợi cho đến khi nhà bác học cùng mình xong mới theo ông về đến nhà và hỏi: Thưa thầy, con xin hỏi một điều, con học ngành văn khoa nên không dám nói gì về quan học, con chỉ xin hỏi về đức tin. Lúc đó nhà bác học mới trả lời làm cho anh cũng ngỡ ngàng: Tôi là kẻ rất yếu về đức tin, nhưng mà giúp được gì cho anh thì tôi sẵn sàng. Lúc đó chàng sinh viên mừng rỡ và hỏi luôn: Thưa ngài, người ta có thể là một nhà khoa học vĩ đại và đồng thời là một người khi tu hữu siêng năng cầu nguyện được không? Thì lúc đó Amre mới ôn tồn trả lời: Chúng ta chỉ thực sự vĩ đại khi chúng ta biết cầu nguyện. Chúa Giêsu là một bậc thầy vĩ đại trong việc này. Ngài là Thiên Chúa toàn năng, muốn làm gì cũng được. Ngài cho kẻ đối ăn, cho kẻ khát uống, chứa mọi bệnh hoạn tật nguyền, xua trừ cả ma quỷ. Thế nhưng mà cái việc ngài ưu tiên số một của Chúa Giêsu đó là cầu nguyện. Và khi từ sáng sớm đã cầu nguyện, thì Chúa nói với mọi người muốn trở nên vĩ đại thì phải ưu tiên cho cái việc cầu nguyện. Anh chị em thân mến, chúng ta đang ở trong mùa chay, là thời gian mời gọi chúng ta nhìn lại cái bản chất hèn mọn, mỏng manh, nay còn mai mất của mình. Thế nhưng chúng ta chẳng mỏng manh, chẳng hèn mọn chút nào đâu. Tại sao vậy? Bởi vì sự sống mà Chúa đã ban cho chúng ta, sự sống của tâm hồn đáng quý, đáng trọng, vô cùng. Tại sao lại nói là vô cùng? Bởi vì Chúa đã xuống thế làm người chịu chết đau thương để cứu làm cho ta cái sự sống ấy khỏi bị mất đi. Thì như vậy mỗi người chúng ta là có giá trị vô cùng. Và trong bài văn chúng ta vừa nghe, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha: Lạy Cha, chúng con ở trên trời, có ai dám tự mình mà gọi Thiên Chúa là Cha không? Chẳng ai. Thế nhưng trong tình yêu, và cũng chỉ vì tình yêu mà Chúa đã cho chúng ta được gọi Chúa là Cha, là một từ ngữ thân mật, gần gũi và chan chứa tình yêu. Một đứa trẻ gặp một người và gọi người đó là Cha thì hiểu rằng đã có một cái tương quan rất là lớn lao giữa đứa trẻ với người đó. Thì cũng như vậy, làm sao chúng ta có thể tự mình và dám gọi Chúa là Cha
Thế nhưng tình yêu Chúa đã làm cho chúng ta, đã dạy chúng ta gọi là cha. Và như vậy thật là gần gũi. Và lời Chúa nói về cái việc cầu nguyện thì nói với chúng ta về cái tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta là tình yêu cụ thể và rất là thiết thực. Cha, các con biết rõ điều các con cần ngay trước khi các con xin. Và trong bài đọc một chúng ta nghe thấy những lời cũng nói về cầu nguyện nữa. Khi cầu nguyện là ta đối mặt với Chúa để vừa nghe vừa nói, như là hai người ngang hàng với nhau. Và ai có lời, tất nhiên là chúng ta rồi. Và cái câu trong bài đọc một mời gọi chúng ta cầu nguyện nhiều hơn để lắng nghe. Và như tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất thì như cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn. Cũng thế, lời từ miệng ta thánh ra sẽ không trở lại ta mà không sinh kết quả. Chúng ta muốn có những kết quả đẹp tốt cho đời sống của mình thì không thể không có cầu nguyện. Và khi cầu nguyện thì lời của Chúa sẽ thấm vào trong lòng chúng ta như là mưa thấm vào đất, để rồi sinh ra nhiều hoa trái tốt lành. Và cũng trong cái lời cầu nguyện mà chúng ta được sống một đời sống có thể nói là an nhiên tự tại. Và cái câu đáp ca chúng ta lập đi lập lại trong thánh lễ ngày hôm nay nói cho chúng ta về cái sự bình an của một người có Chúa ở cùng. Chúa cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi âu lo. Và tất cả những câu sướng đều lập đi lập lại cái điều mà Chúa yêu thương chúng ta. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhận lời và người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe và người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn, vân vân. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa yêu thương chúng ta. Và lời cầu nguyện Chúa dẫn chúng ta là một lời nói lên cái điều Chúa mong muốn thực hiện nơi chúng ta. Đó là cái tương quan hết sức là thân mật gần gũi, làm cho chúng ta được lớn lên. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Amen.